chào anh em đã đến với kênh của mình và mình là mình đây. Thì lâu rồi mình không ra video cho ế xem nhỉ. Hôm nay, The Dragon Big Sin được trở lại với một diện mạo mới, một diện mạo mà không khác xưa. Xem sẽ như thế nào nhé. Trong thời gian vừa qua, mình đã học hỏi rất nhiều kỹ năng làm YouTube và quan trọng nhất là kỹ năng ế đất. Nhưng tôi nói trước, mùa này tôi sẽ không leo tắt bản xếp hạng răng nhé. Mình chỉ làm video cho anh em xem thôi chứ không tranh tắt với một ai cả. Do tại mình lười á ha bằng. Thì hôm nay, mình sẽ solo với một YouTuber sắp cũng khá cao nhà bằng.
star.